Sáng ngày 5 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết 4 bệnh nhân vừa được ghép tạng của anh H, 41 tuổi, quê quán Tân Kỳ, Nghệ An, chết não hiến tặng, đã hồi phục sức khỏe. Anh H làm việc tại Bình Phước vào ngày 29 tháng 7, trên đường đi làm về, anh H không may bị tai nạn giao thông nên mọi người đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng sức khỏe của anh ngày càng yếu, dần rơi vào hôn mê sâu. Gia đình xin đưa anh H về quê để người thân được gặp mặt lần cuối. Song trên chuyến xe cấp cứu đưa anh H từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, chị LTN, em gái anh H, đã trao đổi và vận động gia đình thực hiện tâm nguyện của anh trai là hiến mô tạng của anh để cứu sống người khác. Nhận thông tin, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để điều phối ca ghép theo quy định của pháp luật. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, hai quả thận của anh H hiến tặng được các bác sĩ ghép ngay cho hai bệnh nhân bị suy thận nặng. Hai giác mạc của anh cũng được ghép và đem lại ánh sáng cho bệnh nhân bị bệnh về mắt sau đó không lâu. Còn gan của anh H được ghép cho bệnh nhân M, sinh năm 1986, trong danh sách bệnh nhân chờ được ghép gan theo quy định của pháp luật. Đến 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, ca ghép tạng thành công. Hiện bệnh nhân M đã rút máy thở, chức năng gan được ghép tiến triển tốt.